con đường này không có bất kỳ ô nhiễm nào, bởi vì tâm niệm luôn thanh tịnh. Con đường đạo này luôn ngay thẳng, không thiên lệch, không có sự xiển nghịch. Con đường đạo này rất vui vẻ, vĩnh viễn xa lìa được mọi phiền não. Con đường đạo này mênh mông rộng lớn, vì không có sự che bít ngăn ngại. Con đường đạo này bao hàm chất chứa vì có nhiều tư duy. Con đường đạo này không có sự sợ hãi bởi vì không làm các điều ác. Vì con đường đạo này thường hành trì bố thí mà trở nên giàu có sung túc. Con đường đạo này thanh tịnh vì luôn giữ các giới luật của Phật. Con đường đạo này là vô ngã vì thực hành hành nhẫn nhục. Con đường đạo này sẽ không thối chuyển và chậm trễ vì phải luôn tinh tấn. Con đường đạo này sẽ không rối loạn vì thực hành thiền định. Con đường đạo này sẽ không xuất hiện những hiện tượng nguy hiểm liên tiếp xảy ra vì đã nắm chắc được trí huệ xuất thế gian. Con đường đạo này chính là dương đến trí huệ chân thật vì thực hành đại từ. Con đường đạo này không bao giờ thối chuyển vì thực hành đại bi. Con đường đạo này luôn hoan hỷ vì thực hành tùy hỷ công đức. Con đường đạo này luôn kiên cố vững chắc vì thực hành đại xả. Con đường đạo này không gai góc vì thường biết xa lìa các thứ cảm giác như là tham dục sân hận. Con đường đạo này không có gian tà vì có thể phân biệt rõ ràng hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm và xúc chạm. Con đường đạo này có thể tiêu trừ tất cả ma chướng vì có thể thấu triệt tất cả các cảnh giới. Con đường đạo này xa lìa tất cả các ma chướng vì lìa bỏ mọi trói buộc phiền não. Con đường đạo này tuyệt diệu thù thắng,
vì không có sự xuất hiện những ý niệm trở thành hàng thanh văn và duyên giác. Con đường đạo này biến hiện khắp nơi, vì được sự hộ trì của hết thảy chư Phật. Con đường đạo này quý báu như là trân bảo, vì đầy đủ tất cả trí huệ. Con đường đạo này sáng suốt thanh tịnh, vì ánh sáng trí huệ mà phát ra, soi rọi tiền đồ ở phía trước. Con đường đạo này khéo thuyết giảng, vì luôn được các bậc thiện tri thức ủng hộ. Con đường đạo này luôn bình đẳng, vì dứt trừ hết thảy mọi yêu ghét. Con đường đạo này không còn bụi bặm, vì lìa hết thảy mọi sân hận, dơ bẩn, phẫn nộ. Con đường đạo này luôn hướng đến cảnh giới thiện, bởi vì lìa bỏ được tất cả các nghiệp bất thiện. Đại dương, con đường đạo này có thể đưa tất cả chúng ta đến cõi an lạc, cho đến quay trở về bản thể của tự tánh. Vì những điều như thế, đại dương nên phát nguyện cầu chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu quả vị Phật. Chuyển Luân Thánh Vương nghe xong lời khuyên của Bảo Hải Phạm Chí, trầm tư hồi lâu rồi nói rằng: Này Phạm Chí à, nay Đức Như Lai xuất hiện ở đời, thọ mạng của Ngài cũng có giới hạn, chỉ có thể thọ đến 80 tuổi, cũng không thể đáp ứng được hết thảy nguyện vọng của chúng sinh. Như Lai giáo hóa cho người đời dứt trừ hết thảy các ác nghiệp, con người chứng đắc được các pháp Đà La Ni tam muội nhẫn nhục. Con người có được căn lành thù thắng nhiệm màu của hàng Bồ Tát, được thập phương chư Phật thọ ký tương lai sẽ thành Phật. Cũng có người có chút ít căn lành mà thọ sanh ở hai cõi trời người, thụ hưởng các thứ khoái lạc. Những chúng sanh này đều có những nghiệp lực riêng của mình mà thọ nhận những quả báo thiện hoặc bất thiện. Này Phạm Chí, trong vô số chúng sanh, nếu có người nào không có chút căn lành, thì Đức Như Lai cũng không có cách gì thuyết dạy cho họ cách đứt mọi khổ não.
Như Lai Thế Tôn tuy là phước điền vô thượng, nhưng nếu chúng sanh không có căn lành thì cũng không thể giúp họ lìa khổ được vui. Này Phạm Chí, nay ta phát nguyện cầu chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Khi ta thực hành Bồ Tát Đạo, tu tập Đại Thừa, tu tập các pháp môn không thể nghĩ bàn, giáo hóa chúng sanh mà làm các Phật sự, nhưng chẳng bao giờ phát nguyện ở nơi cõi thế giới xấu ác có nằm thứ trượt mà phát tâm Bồ Đề. Nay ta hành Bồ Tát Đạo, phát nguyện chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, để giúp cho chúng sanh trong thế giới ấy không còn mọi sự phiền não. Nếu như ta có được thế giới như vậy, thì ta mới phát nguyện chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chuyển Luân Thánh Vương vừa dứt lời, Bảo Tạng Như Lai liền nhập vào trạng thái thiền định.